Ai? xe tự hành tại FPT Tech Day 2019, những tên tuổi lớn trong làng công nghệ, những công nghệ tiên tiến nhất như tổng đài viên ảo, di chuyển bằng xe tự hành, các giải pháp y tế, giáo dục, tài chính thông minh sẽ quy tụ trong diễn đàn công nghệ FPT Tech Day 2019. Ngày hội công nghệ Tech Day được coi là nét văn hóa riêng của những công ty công nghệ lớn, nơi họ khẳng định năng lực cũng như tầm vóc vị thế dẫn đầu tại sự kiện Google I/O 2019 gã khổng lồ công nghệ Google đã công bố hàng loạt thành tựu mới của họ trong lĩnh vực AI như Google Lens đọc dịch và đọc trực tiếp văn bản, Google Assistant nhanh hơn gấp 10 lần. Trong khuôn khổ sự kiện công nghệ thường niên Microsoft Ignite 2018, Microsoft cũng công bố sáng kiến dữ liệu mở, một giải pháp ứng dụng AI giúp các công ty kết nối, hiểu và sử dụng dữ liệu để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tech đây trên thế giới đều là những sự kiện quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng rộng đối với cộng đồng công nghệ, góp phần định hình xu hướng, sản phẩm. Giải pháp trong tương lai, tại Việt Nam, FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiên phong tổ chức chuỗi sự kiện này. Tập đoàn công nghệ FPT thực hiện chuỗi sự kiện TechDay từ năm 2013, qua 6 năm, FPT TechDay đã trở thành một diễn đàn công nghệ uy tín, nơi chia sẻ xu hướng công nghệ cập nhật nhất trên thế giới và Việt Nam, trình diễn các sản phẩm, giải pháp công nghệ hữu ích cho doanh nghiệp, cộng đồng. Tiếp nối chuỗi thành công này, FPT Tech Day 2019 đã chính thức được khởi động với một diện mạo hoàn toàn mới, diễn đàn công nghệ FPT 2019 cùng chủ đề Start Smart, khởi động thông minh. Lần đầu tiên, tổng đài viên ảo được phát triển từ nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT, AI sẽ đảm nhiệm vị trí ghi danh và xác nhận khách mời. Đây cũng là cơ hội hiếm có để người tham gia di chuyển trên chiếc xe tự hành phát triển bằng công nghệ Medmi FPT. FPT Tech Day 2019 hứa hẹn đem đến những bài học thực tiễn về cách khởi động thông minh trong chuyển đổi số thông qua các phiên thảo luận và chia sẻ thực tế từ các lãnh đạo cấp cao của EI, Masan, Nvidia, Sacombank, FPT